Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính chào toàn thể hội thánh, chào toàn thể quý bà chị em bước vào trong Facebook, trong online, tất cả mọi nơi mọi chỗ từ trong nước ngoài nước. Chúng ta có một ngày thánh nhật thật là tuyệt vời, và chúng ta luôn luôn có lời của Đức Chúa Trời là lời hạt sống cho chúng ta. Amen. Chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời, và tôi có lời Chúa trong phục truyền 33 từ câu số 8 cho đến câu số 10. Môi-se nói về Lê-vi như sau: Chúa bày tỏ ý muốn Ngài qua Thumim và Urim, giao cho người trung thành cấp giữ. Chúa thử thách người ở Massa và thử lòng người tại suối Meria. Lê-vi yêu kính Chúa hơn cả cha mẹ, anh chị em và con cái, nhưng chỉ chú tâm vâng lời Chúa và gìn giữ giao ước Ngài. Người dạy mạng lệnh Chúa cho Gia-cốp và kinh luật Chúa cho Israel, người đốt hương trước mặt Chúa, dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ Ngài. Lạy Chúa, xin ban sức mới cho người, ban phước trên mọi công việc người làm, xin đánh để hôn kẻ nổi dậy nghịch người, triệt hạ kẻ thù người để chúng không ngước đầu lên được. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta có một đề tài, đó là chức thầy tế lễ nhà vua. Amen. Trong Phi Rơ Nhất đoạn 2 câu 9 nói rằng là anh chị em là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua và dân thánh, dân thuộc viên về Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa ơi, một lần nữa chúng con cầu xin thánh linh của Đức Chúa Trời hà hơi trong lời của Ngài, và lời của Ngài là thánh linh, là sự sống cho mỗi một chúng con. Thánh linh cho chúng con nghe lời của Đức Chúa Trời, được mở lòng ra, có đức tin ra Đức Chúa Trời, và chúng con cũng là người nghe và tin và thực hành lời Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng con biết rằng là nếu đức tin không có hành động thì không giúp đỡ chúng con được gì. Đức tin không có hành động không cứu được đời sống chúng con, và đức tin không có hành động thì đức tin chết. Do vậy chúng con cầu xin thánh linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt trong thời gian này, để lời Ngài thật sự sống động, đúc chạm đến đời sống chúng con, và chúng con thi hành lời của Đức Chúa Trời đã phán dạy cho chúng con, chức vụ của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con dâng thì giờ trong thế này trong tay thánh linh của Chúa, anh giáo sư của chúng con, đồng lòng của chính con và tất cả hội thánh của Chúa, những người nghe trong buổi sáng hôm nay, chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta biết được dân Israel có một chi phái, đó là chi phái Lê-vi, làm thầy tế lễ, có một là thầy tế lễ thượng phẩm gọi là thầy tế lễ cả, đó là A-rôn, rồi con trai của người, và tất cả những người Lê-vi là những người chi phái mà được phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Họ là người không được chia phần gia tài, đất đai, chỉ có chỗ ở và một chút canh tác thôi, mà họ là những người phục vụ trong đền thờ, họ là những người phục vụ Đức Chúa Trời của mình. Và mình một chi phái kia phải dâng hiến để nuôi dưỡng đời sống của họ. Cảm ơn Chúa, và chúng ta thấy được ở đây rằng Môi-se nói tiên tri về Lê-vi, và cũng bày tỏ về những cái chức vụ của người Lê-vi như thế nào. Ông nói rằng Chúa bày tỏ ý muốn Ngài qua Thumim và Urim, giao cho người trung thành cất giữ. Chúa thử thách người ở Massa và thử lòng người tại suối Meribah. Chúa bày tỏ ý muốn Ngài qua Thumim và Urim. Chúng ta biết rằng là những người Lê-vi ngày xưa họ có Urim và Thumim, để rồi khi Chúa bày tỏ cho họ thì những cái miếng ngọc nó sẽ chớp lên và
cho chính đời sống của họ. Những người Lê Vi, những thầy tế lễ, nhất là thầy tế lễ cả, thì được Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài cho chính đời sống của họ, để họ có thể dạy dỗ cho dân sự của Chúa, để họ có thể bày tỏ cho dân sự của Chúa. Chức vụ của người Lê Vi, chức vụ của thầy tế lễ thực phẩm là người đại diện cho dân sự của Đức Chúa Trời để nói chuyện với Đức Chúa Trời, dân tế lễ cho Đức Chúa Trời và làm những cái việc mà họ là những người đại diện cho dân sự của Đức Chúa Trời. Có điều gì đó thì họ trình bày lên cho Đức Chúa Trời những điều mà trong dân sự ước muốn, hay là có những năng đề trong cuộc sống như thế nào, thì họ là những người dân trình, dân tế lễ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chức vụ tiên tri là chức vụ của Môi-se, là đại diện cho Đức Chúa Trời để phát dạy cho dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy hai chức vụ, một chức vụ tiên tri là một chức vụ gọi là phát ngôn viên cho Đức Chúa Trời, để nói lời Đức Chúa Trời cho dân sự, dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời dân sự. Còn những con người chức thầy tế lễ là đại diện bên dân sự để dân trình lên cho Đức Chúa Trời những của lễ lên cho Chúa. Cảm ơn Chúa thì Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn Ngài qua Thu-miên và U-riên giao cho người trung thành cắt giữ. Rồi Chúa thử thách người ở Ma-sa và thử lòng người tại suối Mê-ri-ba. Những người Lê-vi, những thầy tế lễ thì được Chúa cũng thử thách. Được Chúa thử thách, được Chúa huấn luyện, được Chúa bày tỏ. Chúng ta biết được rằng là khi mà Chúa sử dụng Môi-se để đem dân sự ra khỏi xứ Ai Cập, và khi dân sự của Chúa đã xây dựng được đền tạm, thì chúng ta thấy rằng là trụ mây ban ngày che phủ họ, ban đêm thì trở thành trụ lửa để sưởi ấm họ, để soi sáng cho đời sống của họ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là nó luôn luôn ở với dân Israel. Trụ mây mà nhổ đi thì họ nhổ lại, mà đi khi trụ mây dừng lại thì họ dừng lại, họ đóng lại. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn ở với họ trong suốt 40 năm trong đồng vắng. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng là người Lê Vi là người vô cùng quan trọng, một chức tế lễ vô cùng quan trọng. Nếu người Lê Vi không được nuôi dưỡng, nếu dân Israel, 11 chi phái kia không dâng hiến, thì người Lê Vi sẽ không có gì ăn, và không có gì ăn thì người ta không thể phục vụ đền thờ, họ thể không thể phục vụ những công việc trong đền thờ được. Các thầy tế lễ thì không dâng hiến, không cầu nguyện, thì làm sao mà Đức Chúa Trời có thể ban phước cho Israel? Như vậy thì người Lê Vi mà bỏ công việc Đức Chúa Trời mà đi làm công việc đi kiếm ăn thì rất là nguy hiểm cho dân Israel. Và chúng ta cũng đã thấy rất nhiều điều đã xảy ra cho Israel bởi vì họ bỏ đền thờ, họ thờ lại hình tượng, họ bị dân này dân kia đánh và tơi tả và phải đi làm nô lệ cho Babylon, cho Assyri và các nước. Chúng ta thấy rất là tệ hại khi họ không vững vàng làm theo lời của Chúa. Và những người Lê Vi là người Lê Vi yêu kính Chúa hơn cả cha mẹ, anh chị em và con cái. Lê Vi là người yêu lấy Chúa hơn cả cha mẹ, anh chị em và con cái. Amen. Chúng ta biết tại sao mà Môi-se nói rằng Lê Vi yêu kính Chúa hơn cả cha mẹ, anh chị em và con cái không? Thế lời của Chúa Giê-xu dạy thì sao? Ai muốn làm môn đồ ta thì sao? Phải từ bỏ cha mẹ, anh chị em, đất ruộng, nhà cửa, từ bỏ. Có nghĩa là phải là hết lòng, hết sức, cái lòng yêu với Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và luôn luôn là yêu Chúa trên hết. Amen. Phải yêu Chúa trên hết. Người Lê Vi là người yêu mến Chúa hơn cả cha mẹ, anh chị em và con cái. Chúng ta là người Lê Vi mà không những là người thầy tế lễ gọi giống như người Lê Vi, nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta có một cái chức tế lễ cao hơn, đó là chức thầy tế lễ nhà vua. Amen. Là chức thầy tế lễ nhà vua cao hơn chức tế lễ của Lê Vi. Amen. Anh chị em biết rồi phải không? Chúng ta cảm ơn Chúa
Chúng ta nhớ là khi dân Israel mà làm con bò vàng đó, thì Chúa nói với Môi-se là dân đã bị bại hoại rồi. Thì Môi-se đi xuống núi thì thấy họ đang thờ lại con bò vàng đó, thì ông quăng hai cái bản luật pháp xuống và bể hai cái bản luật, và ông tuyên bố rằng ai là người đứng về phía Đức Chúa Trời, hãy đứng vào phía chúng ta. Thì những người Lê Vi là những người đứng về phía Đức Chúa Trời, là những người đứng về phía Môi-se. Và khi Môi-se ra lệnh giết tất cả những người thờ lại hình tượng đó, thì họ sẵn sàng giết tất cả những người thờ lại hình tượng. Mấy chục ngàn người đã bị giết phải không ạ? Và chúng ta biết được dù những người đó là anh hay là em hay là cha hay là mẹ, bởi vì đã thờ lại hình tượng, Chúa đã là giết là họ giết. Nên họ yêu mến Chúa hơn cả cha mẹ, anh chị em và con cái. Giống như Phi-ni-a cũng vậy. Khi mà dân Israel vào trong đồng vắng và dân Israel bị dân Moab quyến dụ mà phạm tội tại dân mà đúng rồi đi hết. Khi mà Đức Chúa Trời phân vân mà nói giặc lên, thì Phi-ni-a là một người cầm gươm và giết cả hai cái người, cả hai cái người này là hai người là con của thầy tế lễ, con rồi cái người Moab cũng có chức vụ nữa, và hai người đang bại hoại như vậy, đang nhắm vào trại quân như vậy, không kể luật lệ gì hết, và ông là một người đã diệt hai người đó, mà biết bao nhiêu người đã bị chết bởi sự nổi phân vân lên giận của Đức Chúa Trời, và cái cơn giận của Đức Chúa Trời bắt đầu nguôi xuống, và Chúa rất là yêu mến Phi-ni-a và Chúa ban phước cho mình. Thời kỳ luật pháp là cái thời kỳ mà chúng ta biết được phạm tội đánh nghiệp là nghiệp, dù người đó là cha mẹ anh chị em hay là con cái là nghiệp là nghiệp. Và đó là những người Lê-vi, họ yêu mến Chúa hơn cả cha mẹ anh chị em và con cái. Ngày hôm nay chúng ta cũng phải yêu Chúa đây hết. Amen. Chứ không phải là vì con của mình, vì chồng của mình, vì vợ của mình, vì cái thế này, mà chúng ta lại theo con người. Chúng ta vị nể con người, nhưng mà lời Đức Chúa Trời chúng ta không làm theo, thì điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ai muốn theo ta phải liều mình, bắt thập từ giá mình mà theo ta. Amen. Ai muốn theo ta phải từ bỏ tất cả mà theo ta. Như vậy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho người đó. Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta là đúng rồi. Amen. Dù có hàng ngàn người, dù có hàng vạn người đứng về phía chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời không đứng về phía chúng ta thì chúng ta cũng thất bại được thôi. Dù có quân đội đông đảo, kẻ thù đông đảo, nhưng mà chỉ mình Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì đủ rồi. Amen. Chỉ có một thiên sứ không rồi, 185.000 người phải bị diệt. Chúng ta nhớ không ạ? Một thiên sứ thôi. Là chúng ta hãy đứng về phía Đức Chúa Trời, bởi vì ở trong Ngài có sự sống đời đời, ở trong Ngài có đủ mọi phước lành, ở trong Ngài có cơ nghiệp, ở trong Ngài có quyền năng, và trong Ngài có đầy đủ mọi sự để chúng ta trở thành những con người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Nên vì yêu kính Chúa hơn cả cha mẹ anh chị em và con cái, nhưng chỉ chú tâm vâng lời Chúa và gìn giữ giao ước Ngài. Nên vì là họ chú tâm vâng lời Chúa, chú tâm vào lời của Chúa, họ phải là người làm gương. Họ vâng lời Chúa trước hết, họ làm theo lời Chúa trước hết, rồi họ mới dạy dỗ cái dân sự của Chúa, giữ gìn giao ước của Chúa. Ngày hôm nay đời sống của chúng ta là đời sống mà chúng ta phải vâng lời Chúa và gìn giữ giao ước của Chúa. Ngày xưa họ ở trong giao ước cũ là cựu ước, ngày hôm nay chúng ta ở trong giao ước mới là tân ước. Đó là ân điển từ Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải chú tâm vào lời của Chúa, và chúng ta phải là người gìn giữ giao ước của Chúa. Amen. Amen. Người dạy thịnh mãn thịnh cho Gia-cốp và kinh luật cho Israel. Người đốt hương trước mặt Chúa, dâng tế lễ thiêng trên bàn thờ của Ngài. Có nghĩa là người Lê-vi là một người phải dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa ban lời cho người Lê-vi. Chúa dạy dỗ ý muốn của Ngài cho người Lê-vi. Người Lê-vi là một người chú tâm vào lời của Chúa, quan trọng về lời của Đức Chúa Trời, phải trang bị lời của Đức Chúa Trời để rồi sống theo lời của Đức Chúa Trời, làm gương mẫu cho Israel và dạy dỗ cho họ lời của Chúa.
Amen. Dạy dỗ kinh luật cho Gia-cốp và mặc lệnh cho Gia-cốp và kinh luật cho Israel. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là một cái trách nhiệm rất là lớn lao. Dạy dỗ lời Chúa cho người khác, dạy dỗ lời Chúa cho dân sự của Chúa, cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là một chức vụ vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng. Nếu thiếu lời của Đức Chúa Trời, chúng ta biết được dân Israel họ luôn luôn dạy dỗ cho con cháu của mình lời của Đức Chúa Trời. Nhất là dân Do Thái thì họ thường hay dạy về ngũ kinh, tức là năm sách của Môi-se từ sáng thế cho đến phục truyền luật lệ ký. Amen. Nên dân Israel họ đã dạy sự khôn ngoan bởi vì họ có lời của Đức Chúa Trời. Họ đã dạy sự khôn ngoan của Chúa và Chúa ban phước cho họ. Từ Giô-se thì đánh cận chiến sứ liên tục thì họ không dạy, không có thì giờ để mà dạy cho cái hệ sau, đang thế hệ sau thì họ không biết Đức Chúa Trời, không biết Đức Chúa Trời là ai, nên nhiều cái rắc rối xảy ra bởi vì thiếu sự dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Amen. Đây là sắp chúng ta ngày hôm nay đang giao ước mới, chúng ta luôn luôn dạy dỗ, không phải là chỉ có các cô giáo mới dạy dỗ các em thiếu nhi, nhưng mà cha mẹ phải là người dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho con cái của mình. Amen. 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 Một tuần thì các cô dạy một lần cho các em nhỏ về lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà hàng ngày cha mẹ phải dạy dỗ cho con cái của mình. Nếu có ai đó trong nhà thì chúng ta cần phải dạy dỗ cho con cháu của chúng ta. Amen. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường đó phải theo để khi về già nó không lìa. Amen. Chúng ta không phải dạy lý thuyết mà thôi. Amen. Amen. Nhưng mà chúng ta dạy bằng cách là chúng ta sống theo lời của Đức Chúa Trời. Amen. Gương mẫu theo lời của Đức Chúa Trời để rồi con cháu của mình nó thấy rằng cha mẹ của mình kính sợ Chúa. Cha mẹ của mình làm theo lời của Chúa và nó tiếp tục nhìn thấy và cái đời của nó cũng làm theo lời của Chúa, áp dụng lời Chúa trên chính đời sống của nó. Bởi vì nó thấy cha mẹ làm theo lời Chúa, cha mẹ được phước lắm. Và cái phước mà Chúa nói rằng là ta sẽ ban phước ngàn đời cho những người nào yêu mến ta và gìn giữ điều răn của ta. Amen. Và thánh của Chúa ngày hôm nay chúng ta được sống theo xác thịt nha. Xác thịt nó là kỷ luật. Bởi vì trong Thế Ký đoạn 6 câu 12 nó là xác thịt làm cho con người phải hoại, làm cho loài người phải hoại, chẳng có tốt đẹp gì cả. Chúng ta hãy sống với Đức Thánh Linh, bước theo Thánh Linh, theo cách mới của Đức Thánh Linh, để rồi chúng ta có thể sống một đời sống tốt hơn. Đời sống ngày hôm nay quan điểm là hơn cả luật pháp. Giao ước mới tốt hơn giao ước cũ. Amen. Và chúng ta sẽ biết điều này. Người dạy mạng lệnh Chúa cho Gia-cốp và kinh luật Chúa cho Israel. Người đốt hương trước mặt Chúa và dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ. Có nghĩa là người Lê-vi là người luôn luôn phục vụ nhà của Đức Chúa Trời. Từ trong bàn thờ của lễ thiêu cho đến vào trong nơi chí thánh. Và người Lê-vi có trách nhiệm phải phục vụ trong đền thờ. Thầy tế lễ có trách nhiệm phục vụ trong đền thờ, dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời, dâng tế lễ thiêu, đốt hương mỗi ngày, làm bánh mỗi ngày, mọi thứ đều phải liên tục và liên tục từ ngày này cho đến ngày khác. Lửa không bao giờ tắt, đèn không bao giờ tắt. Họ phải chăm dầu liên tục, đốt củi liên tục và dâng tế lễ liên tục ngày này qua ngày. Đó là nhiệm vụ của những người Lê Vi. Và câu số 11 nói rằng là lại Chúa xin ban sức mới cho người làm việc của Đức Chúa Trời cũng tốn sức nhiều. Và Đức Chúa Trời sẽ ban sức mới cho những người phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Ban phước trên mọi công việc người làm, chiên đánh bẻ hông kẻ nổi dậy nghịch người, triệt hạ kẻ thù người để chúng không bắt đầu lên được. Ban sức mới cho người, ban phước cho mọi công việc tay người làm. Họ phục vụ Đức Chúa Trời, họ được ban phước. Amen. Họ phục vụ Đức Chúa Trời, họ được ban sức mới. Kẻ thù chống lại họ phải bị bại lại, kẻ thù chống lại họ phải bị thất bại. Một chức vụ vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng trong thời kỳ hưởng ứng. Nên chúng ta thấy rằng
Bồ Đề, Đa Thang là những cái người đó. Họ tranh giành những cái chức vụ. Họ tranh giành chức vụ. Họ muốn họ cũng trở thành là những cái chức vụ thầy tế lễ, những chức vụ người Lê Phi. Cả hội chúng không phải là, họ nói rằng là cả hội chúng không phải chỉ người Lê Phi mới được làm, mới được làm lãnh đạo mà thôi. Người khác không làm được sao? Họ tranh giành những chức vụ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là những con người được Chúa chọn bởi vì người Lê Phi là người đứng về phía Chúa, sẵn sàng yêu cha mẹ, yêu Chúa hơn cả cha mẹ con cái. Nên Chúa chọn họ trở thành là những chức tế lễ, là những người phục vụ trong đền thờ. Và nhiều người khác họ có những cái sự ganh tị và họ muốn chiếm lĩnh những cái chức vụ đó. Nên cái chức vụ rất là quan trọng với bạn chị em. Chúng ta không coi thường những cái chức vụ này, nhưng mà chúng ta phải biết rằng chức vụ mà Chúa chọn lựa, chức vụ mà Chúa kêu gọi, đó là chức vụ rất là lớn lao. Amen. Chúng ta vào trong Hebrew đoạn 5 này, chúng ta thấy như thế này: mỗi thượng tế đều được lựa chọn giữa loài người và được bổ nhiệm để đại diện cho loài người mà lo những việc phụng sự Đức Chúa Trời, để dâng tế lễ và vật xưng tế đền tội. Vì người cũng yếu đuối mọi mặt nên có thể thông cảm đúng mức với những kẻ ngu muội và lầm lạc. Chính vì đó, người phải dâng tế lễ vì tội của mình cũng như vì tội của dân chúng. Thầy tế lễ thượng phẩm họ dâng tế lễ vì tội của chính mình và tội của dân chúng. Amen. Bởi vì họ cũng yếu đuối, họ cũng là con người nên họ cũng phạm tội, nên trước hết là dâng tế lễ cho chính mình và dâng tế lễ cho dân sự của Chúa. Không một ai tự mình cho mình cái vinh dự làm thượng tế, nhưng phải được Đức Chúa Trời kêu gọi, như là A-rôn được Đức Chúa Trời kêu gọi. Cũng vậy, Chúa cũng thế, không tự tôn vinh mình mà làm thượng tế, nhưng Đức Chúa Trời phán bảo Ngài rằng: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Ngài lại phán trong một nơi khác: con là vị tế lễ đời đời theo dòng Melchizedek. Thầy tế lễ của người Lê-vi thì họ phải dâng tế lễ cho chính mình, rồi dâng tế lễ chuộc tội cho dân sự. Và cái chức vụ của họ là chức vụ được kêu gọi, chứ không phải tự mình để mà đứng lên để làm chức tế lễ. Và chính Chúa Giê-xu của chúng ta biết Ngài chính là Đức Chúa Trời, Ngài là con lời, nhưng mà Ngài trở thành con người, trở thành xác thịt như chúng ta, và Ngài cũng được Đức Chúa Trời chọn lựa để làm chức tế lễ, chứ không phải tự mình làm chức tế lễ. Amen. Và chúng ta ghi rằng là: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Ngài lại phát trong một nơi khác: con là vị tế lễ đời đời theo dòng mình chỉ sẽ. Cảm ơn Chúa. Qua Chúa cứu thế Giê-xu thì chúng ta thấy rằng cái việc này nó bắt đầu nó đổi khác. Việc tế lễ và thầy tế lễ nó đổi khác. Kinh Thánh ở trong đoạn 7 nói rằng là Melchizedek này là vua của Salem, vị thượng tế của Đức Chúa Trời chí cao, đã đi đón và chúc phước cho Abraham khi người chiến thắng các vua trở về. Abraham dâng cho vua 1/10 mọi vật. Trước hết tên Melchizedek có nghĩa là vua công chính, và cũng là vua Salem, nghĩa là vua của bình an. Người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh, ngày tử, như con của Đức Chúa Trời làm thượng tế đời. Melchizedek là vua Salem, là vua của bình an, vua của sự công chính. Và nói rằng là Ngài không có gia phả gì hết, như con của Đức Chúa Trời, nó nghe là giống như Chúa Giê-xu là vị thượng tế đời đời. Amen. Các vị thượng tế mà ra đó, Abraham đó, đó là giống như Chúa Giê-xu. Mà cái chữ giống như đó là chính là như vậy. Thì chúng ta tin rằng là cái vị vua Melchizedek đã ra đó và chúc phước cho Abraham, đem bánh và rượu ra đại Abraham, chúc phước cho Abraham, đó chính là Chúa Giê-xu của chúng ta. Amen. Và trong câu 11 rằng: nếu có thể nhờ chức vụ tế lễ của Lê-vi mà được toàn hảo, vì trên căn bản tế lễ ấy kinh luật đã được ban hành cho dân chúng, thì tại sao còn có một vị tế lễ khác
dấy lên theo dòng anh chị sẽ chứ không theo dòng của Aaron. Vì đã thay đổi chức vị tế lễ thì cũng buộc phải thay đổi kinh luật. Chúng ta biết rằng mình có chức vụ của người Lê-vi, có chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Aaron và con cái của ông, nhưng mà tại sao lại có một chức vụ thầy tế lễ theo dòng Melchizedek nữa? Bởi vì Đức Chúa Trời đã hoạch định rồi, chức tế lễ của người Lê-vi chỉ là tạm thời. Amen. Và họ không phạm tội, dân tế lễ chuộc tội cho họ và chuộc tội cho dân chúng. Nhưng mà Chúa đã sắp sẵn một vị tế lễ thượng phẩm không phải dòng dõi của Lê-vi, và chính là sinh ra từ dòng dõi Giu-đa, đó là Chúa Giê-xu của chúng ta. Amen. À, Ngài là một vị chức vị tế lễ thượng phẩm được lập làm vị tế lễ không căn cứ theo luật lệ điều răn của thể xác, nhưng theo quyền năng sự sống bất diệt. Vì có lời chứng rằng có làm vị tế lễ đời đời theo dòng Melchizedek, luật lệ cũ bị phế bỏ vì yếu kém vô hiệu. À, như vậy thì chúng ta có một vị tế lễ mới, thì chức vụ tế lễ nó cũng thay đổi và kinh luật cũng thay đổi. Amen. Giao ước cũ thay bằng giao ước mới, bởi vì trong giao ước mới có một vị tế lễ là Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta. Amen. Không phải theo dòng dõi Lê-vi nhưng mà dòng dõi Giu-đa. Amen. Nhưng mà Ngài được gọi là thầy tế lễ đời đời theo dòng Melchizedek, đó là dòng của vua, là vua hòa bình và vua công chính. Chúa Giê-xu chúng ta là vua của hòa bình, Chúa Giê-xu chúng ta là vua của sự công chính. Amen. Và Ngài thầy làm thầy tế lễ, Ngài dâng tế lễ một lần đủ cả. Amen. Một lần đủ cả, chứ không phải là mỗi năm Israel thầy tế lễ thượng phẩm phải dâng mỗi năm một lần vào nơi chi thành, còn biết bao nhiêu tế lễ họ phải dâng hàng ngày hàng tuần. Nhưng mà Chúa Giê-xu dâng tế lễ một lần đủ cả cho nhân loại này, để làm của lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời và đền lộc Đức Chúa Trời. Trong Hebrew đoạn 9 câu 14 nói rằng là huyết của Chúa Thánh Giê-xu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dâng thân thể không tì vết cho Đức Chúa Trời. Huyết đó có hiệu lực muôn phần hơn, rửa sạch lương tâm chúng ta ra khỏi những công việc chết, để hộ việc Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Huyết của những tế lễ con chiên con bò có dân sinh dân hiến chỉ là che đẹp, che đậy tội lỗi thôi. Nhưng mà huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là huyết và rửa sạch tội lỗi, rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết. Những công việc chết đó là những công việc mà thờ lại hình tượng, thờ lại người chết, thờ lại ma quỷ, thờ lại đồng bóng quá pha tà thuật, mọi thứ mà giao tiếp với Satan, cũng như là sống trong xác thịt trong tội lỗi. Đó là những công việc chết. Thì huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch chúng ta ra khỏi những công việc chết đó, để chúng ta trở thành những người thánh của Đức Chúa Trời, và chúng ta trở thành những con người hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Phi rơi nhất là một câu số 2 thì nói rằng là Đức Chúa Trời là cha, là đấng biết trước chúng ta, chọn lựa chúng ta và kêu gọi chúng ta bước vào chức vụ. Chúa Thánh Linh là đấng thánh hóa để phong phục. Trong Roma đoạn 8 từ câu 5 đã đi đến câu số 7 nói rằng là xác thịt không thể phong phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và nó không có khả năng để phong phục, không có khả năng phong phục. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đổ huyết vô chuộc chúng ta, thánh hóa chúng ta trong lương tâm, còn Đức Thánh Linh thì thánh hóa thân thể của chúng ta, làm cho thân thể hai chết chúng ta sống lại, làm sạch thân thể của chúng ta. Amen. Amen. Để chúng ta trở thành của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta tự động mà làm cho thân thể chúng ta được sạch, không phải chúng ta cố gắng mà làm sạch thân thể của chúng ta trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời được. Nhưng mà Thánh Linh thánh hóa, cả linh hồn thân được thánh hóa hoàn toàn và được giữ đẹp cho đến ngày Chúa Giê-xu chúng ta trở lại. Amen. Và ông nói tiếp trong Phi-rơ giúp đoạn 2 câu 9 nè, anh em là dòng dõi được lựa chọn, có nghĩa là Đức Chúa Trời là cha trọng lựa chúng ta. Là gì nữa? Là chức thầy tế lễ nhà vua, tức là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là vua và Ngài là chức thầy tế lễ nhà vua, là thế dòng Melchizedek. Chúa Giê-xu không phải là dòng của Lê-vi, theo địa vị của một con người là dòng dõi Giu-đa. Và chúng ta biết
được là Chúa Giêsu là chức thầy tế lễ của Melchizedek. Con là thầy tế lễ đời đời theo dòng Melchizedek, hay là ban Melchizedek. Và những người tin nhận Chúa Giêsu thì được là chức thầy tế lễ nhà vua. Amen. Như vậy ngày hôm nay chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Có nghĩa là qua thánh linh chúng ta được tẩy sạch những ô uế để trở thành dân thánh cho Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy thì mỗi đời sống của chúng ta có ba thân vị cùng làm việc. Đức Chúa Trời là đấng chọn lựa kêu gọi, Chúa Giêsu đấng đổ huyết mua chuộc, và thánh linh đấng thánh hóa cho chúng ta để chúng ta phong phục và trở thành một đền thờ thánh cho Đức Chúa Trời, trở thành một của lễ sống và thánh đem lòng Đức Chúa Trời. Có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng là của lễ sống và thánh có nghĩa là của lễ sống là mình đang sống đây thôi, mà chúng ta có tự làm nên thánh không? Không thể. Nhưng mà thánh linh thánh hóa chúng ta để chúng ta trở nên thánh thật sự, là của lễ sống và thánh đền lòng Đức Chúa Trời. Nay mỗi ngày chúng ta cần phải xin tới linh thánh hóa còn. Có những tội lỗi ô uế, có những cái điều đó xấu xa, có điều đó mà nó làm cho ô uế đời sống chúng ta, xin thánh linh thánh hóa con. Thì huyết của Chúa Giêsu rửa sạch lương tâm con ra khỏi những công việc kia. Khi chúng ta ngồi đây xác thịt, khi chúng ta sống trong xác thịt, khi chúng ta sống trong tội lỗi, chúng ta làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời, và đó là những công việc chết. Và xin thánh linh của Chúa, thánh linh của đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại đó đang ở trong anh chị em, đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại đó sẽ nhờ thánh linh sẽ làm cho thân thể hai chết và chị em sống lại. Amen. Sống lại một thân thể sống và thánh khiết, sống thật sự là sự sống từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời, chứ không phải là chúng ta cố gắng để làm điều gì đó hay là cố gắng để sống không. Chúng ta có một cái sự sống thuộc thể, chúng ta có sức thuộc thể, nhưng mà chúng ta có một cái sự sống thuộc linh. Đó là sức mới của thánh linh của Đức Chúa Trời ban cho đời sống của chúng ta, để chúng ta trở thành một con người sống thật sự là sự sống từ Đức Chúa Trời. Như Chúa Giêsu nói là ta đến cho chim có sự sống và sự sống sung mãn. Đây là một sự sống thuộc linh, đây là dòng sống của sự sống của thánh linh tuôn tràn qua đời sống của chúng ta, để chúng ta sống thật sự là sự sống từ Đức Chúa Trời. Amen. Nếu mà sự sống từ Đức Chúa Trời nó mất đi thì chúng ta chỉ còn sự sống của thân xác mà thôi. Sự sống này dễ dàng bệnh tật lắm, dễ dàng yếu đuối lắm. Nhưng mà có sự sống thuộc linh nữa, sự sống từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời, để chúng ta có một cái sự sống mạnh mẽ hơn. Amen. Nghĩa là chúng ta là những người được phước không ạ? Những người được phước. Khi chúng ta bước vào trong thiên đàng, chúng ta không còn ở trong luật của sự chết nữa. Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết đúng không? Tội thì dẫn đến sự chết, chết linh hồn, chết tâm linh, rồi chết đời đời nữa. Bất cứ những công việc xác thịt mà không đúng với lời Đức Chúa Trời đều là chết. Xác thịt dẫn đến sự chết, mà thánh linh dẫn đến sự sống và bình an. Nên tất cả những công việc chết, những tất cả những gì hay chết trong thân thể chúng ta ngày xưa đã được thanh tẩy, đã được sống lại rồi. Bây giờ chúng ta hãy theo luật của thánh linh sự sống. Luật của thánh linh sự sống giải phóng tôi ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Amen. Nếu bước theo thánh linh sự sống thì chúng ta hãy ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Bởi vì chúng ta không gây ra tội lỗi rồi dẫn đến sự chết nữa. Sự chết, tội lỗi nó không đem bán cái cuộc đời của chúng ta nữa. Bởi vì chúng ta là người thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta là người được chọn lựa, là chức thầy tế lễ nhà vua lớn lao vô cùng, qua thập tự giá của Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta, chúng ta mới có chức vụ đó. Qua thánh linh của Đức Chúa Trời từ trời đã giáng xuống trên chúng ta mới trở thành những người thánh và bước đi cái thần thánh kia của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời có một kế hoạch hoàn toàn là gọi là hoàn hảo, rất là hoàn hảo. À, khi chúng ta ở trong tội lỗi thì Chúa Giêsu đến để chết thay cho chúng ta, để chúng ta được tiến sinh công chính, để chúng ta được làm con Đức Chúa Trời, rồi ngài trở về trời, rồi ngài đổ thánh linh xuống để lãnh đạo đời sống chúng ta, để thánh hóa đời sống chúng ta, để ban quyền năng cho chúng ta và tất cả cho chúng ta, để chúng ta trở thành những con người ý nghĩa, một người con của Đức Chúa Trời thực thụ, sống thánh khiết và công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Ngài không chuộc chúng ta để rồi chúng ta tiếp tục sống trong xác thịt nữa. Ngài không chuộc chúng ta để rồi chúng ta sống theo thế gian nữa, không chiều theo cái xác thịt, không chiều theo ý riêng đường riêng của chúng ta nữa. Phải quyết định hãy sống theo luật của thánh linh sự sống. Còn nếu chúng ta cứ gây trong xác thịt
thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận hậu quả. Cái điều này không phải là tại sao tôi khen Chúa rồi tôi khổ, nhưng mà điều này là điều chúng ta cần phải. Bởi vì một cái điều phải đẹp đỡ phải cả. Amen. Amen. Chúng ta không nên gây ra những cái tội lỗi, gây ra những cái sự phạm tội để mà chúng ta gặt hái cái hậu quả. Phải là như vậy để chúng ta hưởng tất cả cơ nghiệp của Đức Chúa. Và chúng ta nhớ chức vụ của mình bây giờ là gì? Chức thầy tế lễ nhà vua. Amen. Chúng ta biết là chức thầy tế lễ nhà vua là gì không? Thầy tế lễ của vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa. Amen. Chúng ta theo dòng Melchizedek là thầy tế lễ của vua bình an và vua công chính. Nhưng mà chị em chúng ta suy nghĩ đi. Chúa của chúng ta là vua bình an và vua công chính, là đấng thánh khiết đầy tình yêu thương, phải vậy không? Còn chúng ta là chức ngài Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm, còn chúng ta là những tế lễ phổ thông, chức tế lễ phổ thông của nhà vua, và được Chúa ban cho chúng ta những cái chức vụ, ân tứ, quyền năng, thánh linh của Chúa ở với chúng ta để dẫn dắt chúng ta để hoàn thành cái chức vụ đó. Amen. Thì chúng ta không thể nào. Thessalonica nói rằng là ngài không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng mà ngài kêu gọi chúng ta sống thánh khiết. Bởi vì chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua trong một cái dòng anh chia sẻ là dòng của Đức Chúa Trời, của vua bình an và vua công chính. Chúng ta không thể sống là sống xác thịt. Là sống xác thịt làm sao làm chức thầy tế lễ nhà vua? Phải vậy không? Chúng ta nhớ là Môi-se chỉ nổi dầm đập vòng đá ra là không được vào sứ hứa không? Bởi vì xác thịt nó cộng vào, không thể như vậy được. Và đó là những cái tấm gương cho chúng ta thấy nên chúng ta phải sống một cái đời sống theo thánh linh của Đức Chúa Trời. Roma 8:13 nói rằng là nếu anh chị em sống theo xác thịt, anh chị em sẽ chết. Còn nếu mà anh chị em nhờ thánh linh làm chế những việc của xác thịt thì anh chị em sẽ sống. Chúng ta không nói rằng khó quá không làm được, thánh linh đã ban xuống để trợ giúp rồi. Nhờ thánh linh làm chết những việc làm có xác thịt thì anh chị em sẽ sống. Amen. Khi chúng ta không nói mình nói trong danh Chúa Giêsu Christ xác thịt không có làm chủ là được nha. Mày cút đi ngay, mày chết đi, mày đã chết rồi, không có đổi danh được. Amen. Chúng ta không ngố thì nó sẽ dừng lại ngay. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta theo Galatia 5:16 dễ dàng đó là hãy bước theo thánh linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Nhưng mà khi nó nổi cơn lên là chúng ta làm trọn luôn, đúng không ạ? Tới nơi luôn, tới đâu thì tới đó không? Chúng ta thường coi như là nổi cơn lên là tới đâu thì tới, không ạ? Không biết về đó là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là bất cứ ai. Nó nguy hiểm vô cùng. Và Chúa cũng dùng Phaolô đó rằng đừng để ma quỷ nhân diện. Amen. Đừng để ma quỷ nhân diện. Và cái điều đó nó rất nguy hiểm cho tính mạng của mình, cho gia đình của mình và cho những người xung quanh mình. Nên chúng ta cần phải hiểu chức vụ chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua. Amen. 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 Quý vị hãy đặt tay trên trái tim của mình là con là chức thầy tế lễ nhà vua. Con là chức thầy tế lễ nhà vua. Con được Đức Chúa Trời kêu gọi, chọn lựa. Chúa Giêsu đổ huyết vua chuộc con, thánh hóa lương tâm của con, và Chúa Thánh Linh được ban đến, thánh hóa thân thể của con, làm cho thân thể hai chết sống lại. Cảm ơn Chúa. Con biết chức vụ này. Giá trả rất cao đối với con. Giá trả rất cao đối với con. Để con trở nên chức thầy tế lễ nhà vua. Để con trở nên chức thầy tế lễ. Xin Chúa giúp đỡ con. Giúp đỡ con. Để con làm trọn chức tế lễ. Để con làm trọn chức tế lễ. Mà Ngài đã giao cho con. Mà Ngài đã giao cho con. Amen. Amen. Hãy nói với người bên cạnh bạn là chức thầy tế lễ nhà vua. Bạn là chức thầy tế lễ nhà vua. Amen. Đó là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta không phải là lời lắng nghe làm đủ mà lời giống mà được. Phải áp dụng, đó là thực tế, đó là cái sự hy sinh lớn lao
mà Chúa Giêsu đã hy sinh cho chúng ta và Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống trên đời sống chúng ta, ở với chúng ta. Không phải là chuyện đơn thuần là đơn giản và chuyện là chúng ta chỉ nghe rồi thoáng thoáng qua mà thôi. Hãy thật sự sâu nhiệm lòng của Chúa Trời của chúng ta. Hãy thực hành lời Chúa. Chớ lấy nghe làm đủ mà nó được thôi. Giúp thầy giáo lễ của Levi thì họ nghe lời Chúa. Amen. Họ giữ lời Chúa, họ giữ giao ước, họ phục vụ Đức Chúa Trời, họ giải dỗ cho dân sự của Chúa và Đức Chúa Trời ban phước cho họ, ban sức mạnh cho họ. Amen. Thì ngày hôm nay chúng ta phải hành động, phải làm việc. Cái điều mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta, cho môn đồ của Chúa ngày xưa, đó là hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy ta giao cho các con, hãy đi dạy dỗ muôn dân, dựng danh Đức Cha Đức Con Đức Thánh Linh là phép bắt tên cho họ và dạy họ mở điều ta đã truyền cho các con và đang ở các con luôn cho đến tận thế. Amen. Như vậy thì Chúa Giêsu đã ban mạng lệnh cho chúng ta rồi, đó là gọi là đại mạng lệnh. Chúng ta phải là một người đi ra giao giảng phúc âm. Chúng ta phải là một người đặt tay chữa lành cho họ, đủ quỷ, làm gì phát đại đến đời sống của người khác. Chúng ta phải là người làm phát đất tên cho họ. Chúng ta phải là một người dạy dỗ cho họ về lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta cũng là người mà dâng lời cầu nguyện cho họ nữa, bởi vì chúng ta là thầy tế lễ nhà vua, không phải chỉ là một nước Việt Nam mà thôi. Chúng ta đi khắp nơi trên thế giới, bắt đầu từ Jerusalem đến Judea, Samaria cho đến cùng trái đất. Amen. Amen. Đi nơi đâu cũng là một chức thầy tế lễ nhà vua. Ở Việt Nam chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua tại Việt Nam, nhưng mà qua Mỹ chúng ta là chức thầy tế lễ của người Mỹ. Amen. Amen. Đi qua Hàn Quốc chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua của Hàn Quốc, bởi vì Chúa là Đấng sai phải chúng ta đi khắp nơi. Và cái chức tế lễ nhà vua đó không thay đổi. Amen. Amen. Đó Thánh Linh đồng hành với chúng ta. Chúng ta biết được rằng là cái chức thầy tế lễ ngày xưa của Levi, họ sống trong xác thịt, họ chưa được tái sanh, họ chưa có đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mỗi lần mà Thánh Linh muốn sử dụng họ, Thánh Linh tác động họ, Thánh Linh cảm động họ thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Chúng ta được bắt tên trong Đức Thánh Linh, chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh và Thánh Linh ở với chúng ta luôn cho đến tận thế. Amen. Thánh Linh luôn ở với chúng ta thấy rằng ở trong nhà vua mới này tốt hơn là nhà vua cũ. Chức thầy tế lễ nhà vua tốt hơn là chức thầy tế lễ của người Levi cho Israel. Amen. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, có nguyên cuốn Kinh Thánh, chúng ta luôn luôn nghe được tiếng phán của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Phải không? Chúng ta nhận lấy quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm gì phép lạ. Như vậy thì chức tế lễ nhà vua của chúng ta là vô cùng lớn lao. Nguyên bạn chị em, nhiều lúc chúng ta bỏ cái chức tế lễ nhà vua này ra phía sau mà chúng ta làm chức nô lệ cho thế gian, chúng ta nô lệ cho công ăn việc làm, chúng ta nô lệ cho chủ này cho đến ông chủ khác đủ thứ. Ngày đó chúng ta phải nói rằng là cái chức thầy tế lễ nhà vua chúng ta ở đâu? Tại sao chúng ta không làm theo lời của Chúa? Chúng ta không sử dụng cái chức tế lễ nhà vua đâu. Dân Israel họ làm chức tế lễ, người Levi đó họ làm chức tế lễ, họ có bỏ chức tế lễ đó được không? Không. Họ phải là người giữ chức tế lễ và họ phải hoàn thành công việc của họ, phục vụ Đức Chúa Trời, phục vụ trong thiên đàng là phải hoàn tất. Và ngày hôm nay chức thầy tế lễ nhà vua cao hơn cả chức thầy tế lễ Levi, nhưng mà chúng ta là bỏ quên đi, chúng ta không có thường cái chức tế lễ của chúng ta mà chúng ta không có hành động, không có làm việc, không có cầu nguyện cầu thay. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng cả tổng hội bắt đầu trỗi dậy để mà cầu nguyện, còn chúng ta ở đâu? Tôi kiểm tra thấy được chừng khoảng trong giới hạn khoảng được mười người, mấy người vậy đó, còn ở đâu? Các chức tế lễ tới giờ của mình thì hãy trỗi dậy. Amen. Hãy cầu nguyện cầu thay chứ không thể nào nó được, bởi vì chức vụ Chúa đã giao thì hãy trỗi dậy và cầu nguyện. Amen. Chúng ta cầu nguyện liên tục, cầu nguyện khắp nơi, đó mà chúng ta cầu nguyện không thôi, và phải làm việc chứ không phải chúng ta coi thường cái chức vụ mà Chúa đã giao cho chúng ta. Chúa đã phân công rồi, Chúa đã ban ơn rồi, mỗi người có cái ơn của Chúa để mà phục vụ thì chúng ta đứng vào cái ơn Chúa mà chúng ta phục vụ. Amen. Bây giờ tất cả mọi ơn là nhưng mà cũng chú tâm vào một đại mạng lớn, dù anh làm gì, cái ơn gì
Dù anh là giáo sư, dù anh là mục sư, anh là một tiên tri của Đức Chúa Trời, anh là môn đồ, anh là sứ đồ, hay là một tín đồ nữa, thì anh cũng phải rao giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời cho thầy. Khi ăn bánh con chết thì chúng ta phải rao sự chết của Chúa Giêsu cho đi lúc này đấy. Để thế giới này họ biết Chúa Giêsu đã chết cho họ. Thế giới này họ biết Chúa Giêsu đã chết và cứu chuộc họ ra khỏi quyền lực của sự nô lệ, của Satan, của quân quốc của sự chết, để bước vào quân quốc của sự sống. Amen. Amen. Và chúng ta phải quyết liệt, phải sống cho chức vụ của chúng ta. Và chức vụ lớn lao vô cùng, lớn lao vô cùng. Nếu tôi không bước theo cái sự dẫn dắt của Thánh Linh thì Hậu Thánh không thể thành lập được. Chúa Thánh Linh không thể đứng ra không khóc mà thành lập Hậu Thánh, nhưng mà Chúa Thánh Linh thành lập Hậu Thánh qua chúng ta. Amen. Amen. Chúa Thánh Linh làm phép lạ qua đời sống của chúng ta. Chúa Thánh Linh nghe lời cầu nguyện của chúng ta và hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, cầu ca cho chúng ta được rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải làm. Hãy tiếp tục hành động, tiếp tục làm trong chức vụ. Quý bà anh chị em trong mùa giáo sinh này, làm thế nào hãy cầu nguyện cho một ai đó, 5-3 người nào đó để dẫn họ đến với Chúa. Mà chúng ta không làm được sao? Tôi tin chắc là chúng ta làm được. Amen. Ngày 15 này là một sư tổng quan nhiệm đến Di Linh để mà dạy. Xin mời tất cả anh chị em chúng ta đến Di Linh để chúng ta cùng nhau học cái cách truyền giáo của Billy Graham chương trình. Và Billy Graham từ xưa đến nay là một nhà truyền giáo lớn nhất thế giới. Amen. Nên chị em hãy cố gắng, nhất là những anh chị em nhân sự, chúng ta phải bước đi, chúng ta phải kết quả trong Đức Chúa Trời, phải bước vào chức thầy tế lễ nhà vua, hãy công việc chứ không thể nào mà chúng ta lơ là được, cứ lo làm ăn. Tôi nói tích lũy của cải cho nhiều đi nữa rồi chúng ta không đem theo cái gì hết. Tôi nói rất nhiều rồi. Hãy nhìn thấy tương lai, hãy nhìn thấy lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta trong tương lai, và chúng ta sống để làm gương mẫu cho người khác. Amen. Amen. Sống làm gương mẫu cho người khác và dạy đạo cho người khác. Nếu chúng ta không đi ra thì chúng ta đâu có dạy được cả, phải vậy không? Nhưng mà chúng ta đi ra có một người tin Chúa, chúng ta dạy họ mọi điều mà Chúa đã truyền cho đời sống của mình. Mình đã nhận từ nơi Chúa điều gì? Mạng lệnh của Chúa, ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận, hãy ban cho người khác, hãy dạy dỗ người khác. Đó là cái bộ phận và mỗi một chức thầy tế lễ nhà vua. Amen. Chúng ta sẵn sàng chưa? Chúng ta sẵn sàng trang bị thêm về cái cách mà làm sao để làm chứng nhân đem nhiều người trở lại với Chúa. Và chúng ta cũng phải là một cái người đi ra để thực hiện lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, sống gương mẫu. Và tin chắc rằng là chỉ một người một năm thôi dẫn một người tin Chúa thì chúng ta phải nhóm số thứ hai rồi, phải không? Số thứ nhất đã lại rồi, số thứ hai phải không? Nhóm số thứ hai rồi. Một người một năm thôi dẫn một người tin Chúa là một sư trong một người được rồi. Amen. Có nhiều lúc là chúng ta dẫn có một người thôi, nhưng mà cái người đó họ đã dẫn cả hàng triệu người. Một cô gái cấp 2 dẫn một sư cho dân ghi đến với Chúa, nhưng mà qua một sư cho dân ghi thì ông dẫn cả hàng triệu người đến với Chúa. Một Anania thôi, một môn đồ bình thường cầu nguyện cho Saulơ tiếp nhận Chúa, nhận lãnh Đức Thánh Linh, và sau lần đó trở thành một Phao-lô lúc hộ đánh khắp nơi thì khi ở ba mươi. Chúng ta không biết được những người mà chúng ta chăm sóc như thế nào. Chúa biết và Chúa sử dụng quý vị. Chúng ta nhớ rằng chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua. Amen. Công việc của thầy tế lễ là nhận lời của Đức Chúa Trời, biết ý muốn của Đức Chúa Trời, gìn giữ lời Đức Chúa Trời, gìn giữ giáo huấn Ngài. Amen. Và dạy dỗ cho dân sự, dạy dỗ cho những người mới biết Chúa làm những gì mà Chúa Giêsu đã ban cho làm phép bắt tên cho họ, dạy họ mọi điều mà đã truyền cho các ngươi. Amen. 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 Và chúng ta phải có một đời sống thánh khiết và Đức Chúa, rồi đời sống gương mẫu trước mặt Chúa. Rồi cuối cùng là Đức Chúa Trời đã đấng ban phước cho chúng ta, ban sức mới cho chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta làm mà tốn sức, Ngài ban sức mới cho chúng ta. Sức mới đó có thể các cánh tay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, xin nhận thánh. Ta còn đứng lên. Chúng ta mỗi người đến với Chúa trong sự công việc. Chúng ta thấy mình thiếu sót những ngày tháng trôi qua. Chúng ta không làm đúng cái thầy chức, thầy tế lễ nhà vua mà Ngài đã chọn. Ngài đã dùng huyết của Ngài mua chuộc chúng ta, và Ngài đã ban thánh linh Ngài đến ở với chúng ta để dẫn dắt cuộc đời của mình.
chúng ta chưa làm được, xin Chúa giúp đỡ mỗi đời sống chúng ta ngày nay chúng ta phải làm, bởi vì có sự trợ giúp của Thánh Linh. Bao giờ chúng ta đem với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.